vẽ bộ phận mũi trong hình họa chân dung như thế nào. Let's go. Lưu ý chúng ta vẫn sẽ tuân thủ quy trình về dựng hình chia tỷ lệ. Các bạn cần xác định tỷ lệ chiều cao và tỷ lệ chiều ngang, sau đó chúng ta lấy phần khung của phần mũi này. Từ đây thì chúng ta sẽ bắt đầu phân mảng các cái đặc điểm khối và các cái vị trí đậm nhạt để chúng ta có thể hiểu rõ được các cái vị trí sáng tối của nó. Và chúng ta sẽ cần phải đánh các cái lớp phủ bằng các cái nét ngắn, xốp và mềm hơn để tạo ra cái tính chất cho phần mũi có một cái độ chất liệu liên quan đến da người. Thì các bạn cần phải lưu ý về cái phần cách tả và cách đánh nét. Chúng ta không được làm nét quá cứng và chúng ta chỉ tập trung vào các cái nét mềm thôi. Hãy đánh các cái nét ngắn hơn để chúng ta có thể tạo ra các cái khối nhỏ hơn cho phần mũi này. Lưu ý rằng là phần mũi là một bộ phận quan trọng. Hãy subscribe và comment phần mà các bạn muốn vẽ cho video tiếp theo. Đây là cách